bạn Linh thì bạn ấy có để hình màn hình khóa của mình là con chó. Không phải hả? À, con này chiếu phim Kỷ Vân Hà. Con chó nó đang bơi dưới nước bà ơi. Cái này là quay ở dưới nước, người ta chụp hình dưới nước lên rồi. Có hình đi. Có hình nha. Ai súng răng? Ý. Em hồi nhỏ đó hả? Con gái hay con trai vậy? Con gái. Buộc tóc kìa. Coi tiếp ở trên nha mọi người. Em hả em? Chơi không bạn em. Bạn em hả? Ngủ được vậy luôn hả em? Trời ơi. Đưa cho anh Trấn Thành chắc mệt. BB nè, là nhóm làm việc của em đúng không? Dạ đúng rồi. Đây em vô cái phần ghi chú thử nha, xem là nó có gì chổng nha. Trước khi giới thiệu bản thân cho em xin chào hai MC dễ thương và các bạn giám khảo đang xem. Em tên là Chu Đức Linh. Em ghi vậy luôn mà nãy em vẫn đọc sai đó hả? Đúng chị, bạn ghi bạn đọc đúng mà các bạn giám khảo đang xem. Hồi nãy bạn cũng nói là các bạn giám khảo. À vậy hả? Còn nữa cái thứ hai, sáng ăn trước 8:30. Chế độ ăn uống á, muốn dễ tiêu để ăn được bữa phụ thì sau đó ăn một hũ sữa chua. 9 giờ đến 10 giờ ăn một hoặc hai gói cháo, bonus thêm chuối hoặc táo vàng thì tốt. Ăn tối trước 19 giờ, ăn khuya tầm 10 giờ ăn một hoặc hai gói cháo. Sợ mập bụng như giống chị như Lê Giang thì thay bằng ngũ cốc rồi đi ngủ. Cảm trước bạn khi đi ngủ ăn một trái chuối. Trên hỏi xong cái thực đơn cứ phải ăn cháo nhiều là sao? Dạ, kiểu như sinh viên ấy, nên cái thực phẩm cháo là thực phẩm tiện lợi nhất. Chế độ ăn tại vì mình giảm tinh bột, mình không ăn cơm. Vậy hả? Rồi tới bên này đi. Rồi bên đây sao? Nè, mình xem album trước hả chị? Đúng rồi. Hình ảnh trước nha. Hình ảnh rồi. Có chụp với bạn gái nào? Có luôn chị ơi. Ủa? Trời ơi, muốn xỉu. Tranh thủ quá. Chụp nhỏ nào em ơi, chụp với con bé nào mà nó đẹp quá vậy? Cái ác nào mà trẻ dữ vậy trời? Ừ, đẹp dạ, dễ sợ. Em đính chính lại là điện thoại em không có app chụp hình. Điện thoại em là chụp cái camera thường đó vậy. Camera thường. Camera thường mà trẻ vậy hả? Người ta đã chứng minh là chụp với tôi là không có đẹp. Tôi đề nghị ban tổ chức phải đăng tấm hình lên. Đây là đội bóng của em phải không? Wow. Làm em ơi, tấm này lâu chưa? Được quy chương gì nè? Dạ mới gần đây ở tháng quy chương vàng gì em? Dạ tháng 7 hôm bữa là giải nội bộ của câu lạc bộ em. Hả? Hình gia đình kìa. Ba mẹ và em gái hả? Dạ. Ba mẹ em hả? Dạ thì đó ba em gái em và ở kế bên đó là con đấy. Mẹ em đâu? Dạ cũng gần 20 mấy năm chưa gặp được mẹ em. Chưa bao giờ gặp mẹ. Dạ. Vậy là em có biết mặt mẹ em không? Dạ không. Em ba có thấy hình không? Dạ không. Mẹ cũng không gặp ngoại luôn hay là có gặp ngoại? Dạ không gặp ngoại luôn. Mẹ ruột của mình, con ruột của mình, cái người phụ nữ là hai cái đó rất là quan trọng. Chị có bao giờ mẹ em có một cái bệnh gì hoặc là mẹ em có một cái nỗi khổ gì mà mẹ em không có chia sẻ được và muốn gia đình bình yên cho nên mẹ em một mình chịu đựng bỏ đi không? Em có thuyết phục ba thì ba chỉ nói một câu đơn giản thôi. Mẹ và ba có vấn đề không thể ở chung nhau được. Và mẹ chắc có lý do gì đó sẽ không gặp con. Mà ba em nuôi Dung. Em hay là... Dạ ba em nuôi em. Tới thời điểm 6-7 tuổi là ba em lấy... Lấy vợ. Thì người mẹ kế này lúc đó là cũng rất là thương yêu em, coi em như con ruột. Tới khi mà em 10 tuổi thì mới sinh bé kia. Đối với bản thân em cảm nhận được là khi ở chung với ba và mẹ kế thì cũng giống như đó là một gia đình riêng của mình vậy. Nhưng mà đó là mẹ kế, có bao giờ em muốn gặp lại mẹ ruột của em không? Dạ có chứ, em rất là muốn gặp lại mẹ ruột mình. Thẳng đây có chương trình thì em muốn gửi lời nhớ tới mẹ là mẹ có xem chương trình này thì có thấy con đang rất là nhớ mẹ thì mẹ nhớ liên lạc với con nha. Con vẫn luôn rất là nhớ mẹ. Không biết là cảm nhận của các bạn như thế nào ha? Em muốn ôm anh Quân khi gặp mặt bởi vì em muốn làm cho anh Quân cảm thấy bớt buồn vì cái câu chuyện của anh với mẹ anh á. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Dạ. Quân ơi em phải ráng lấy được bé này nha. Thương á. Nói chung là em cảm thấy hợp quá rồi. Hợp quá rồi. Thì bây giờ sẽ tới phần 2, bạn sẽ khám phá chiếc điện thoại của hai chàng trai này nhé. Xin mời. Còn chờ gì nữa mà không đến với sự quyết định ngay bây giờ. Nhưng trước khi đó hãy nghỉ giây lao, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Chúng ta bước lên sân khấu và bây giờ sẽ gặp gỡ hai bạn nữ. Mời. Wow. Để tôi coi ở bên nào là bên nào. Rồi xin mời bạn qua bên này. Bạn số 1
Ủa sao hay xứng mà cưng hả? Bây giờ chương trình sẽ cho em 10 giây để quyết định. Trước khi đó bạn có muốn ôm đằng sau bạn đó một cái không? Để sau này mình không chọn thì mình cũng đã ôm rồi. Hình ảnh quá đẹp. Rồi, mời bạn. Cảm ơn bạn đã chia một sẻ nha. Một cái ôm chia sẻ nha. Em giá sao cưng? Feel đã. Với lại em cảm nhận được cái như là bạn nói là cái sự đồng cảm. Chuyên cho một cái năng lượng tích cực cho em ha. Dạ, em rất cảm ơn cái ôm đó. Chúng ta sẽ có 10 giây, mời bạn lật cái điện thoại lên để coi. 10 giây dành cho hai bạn. Đang suy nghĩ không biết có gọi hay không. Gọi hay không gọi. Gọi hay không gọi. Gọi hay không gọi. Gọi hay không gọi. Anh Quân đang chờ đợi, chúng ta có nên gọi hay không gọi. Nãy giờ tôi thấy gọi. Quân là cái người chung thủy nhất với bạn luôn. Từ đầu đến cuối chỉ là số 1. Rồi. Số 1, số 1. Đi thôi. Yeah. Yeah. Hello. Dạ em chào anh. Chào em, thì bây giờ anh có thể quay lại nhìn em được không? Xin mời. Yeah. Dễ thương quá luôn ơi. Đừng nắm tay vô, nó sẽ bớt luôn. Nắm tay cho hết trung cưng. Đâu á. Cái đầu tiên mà ấn tượng với em đó là một nụ cười. Còn em, sau khi em thấy bạn nam thì em thấy có đúng mẫu người của em không? Em cảm thấy em may mắn. Tại vì em nghĩ mấy người cầu thủ rồi còn cơ bắp như bạn thì chắc nhiều bạn nữ kiểu thân hình mi nhon rồi theo đuổi. Anh cũng chỉ chung thủy với sân banh và em thôi. Chung thủy với sân banh và em thôi. Này trời ơi thiệt. Rồi bây giờ tôi chờ đợi cặp kia tôi đổ mồ hôi với cặp này. Dạ tới cặp bia đi. Kính cặp thưa quan viên hai họ, 10 giây của bạn ngay bây giờ bắt đầu. Gọi đi em. Từ từ. Người duyên cho. Gọi đi đâu. Không biết bạn ấy có quyết định bấm gọi hay không. 3, 2, 1. Nghe. Alo anh nghe. Anh có thể quay lại. Quay lại ơi, quay lại đi. Anh có thể ôm em một cái không? Trời ơi. Từ đầu đến giờ là chị nói Linh bao nhiêu lần rồi, chị cứ là đẩy Linh cho người khác. Nhưng mà Linh vẫn quyết định là chọn bạn số 4. Thì sau khi bạn quay qua thì bạn có ấn tượng với bạn này và đúng là mẫu bạn gái của em không? Dạ, đúng tần số của em. Còn bạn Thắm, dạ, bạn quay lại thì bạn khi có thấy... mà em quay lại á thì em thấy anh cười á, hình như cũng có nét giống giống em. Đó, nói mà giống mà. Đúng rồi. Để bây giờ nắm tay đi. Nắm tay nhau đi chứ mà. Nắm lên tặng quà không ơi, không còn nói đây, gì nữa. Lên tặng quà luôn. Về đây. Tình xưa. Ủa có chia tay hồi nào đâu. Tình mà bao cho người ta đi làm trước nè. Em nói game từng kỷ niệm. Hey. Bài này nó không vô. Nghe duyên cứ em đi. Cái ngộ kỳ bài. Còn khi hóa đều thì anh ơi em vẫn đợi. Hồ duyên mà tiếng lý ngộ. Những cái cảm xúc được vỡ òa trên sân khấu và chỉ mong rằng là tần số tình yêu sẽ giúp cho các bạn có cơ hội gặp gỡ nhau. Và chương trình tần số tình yêu lúc nào cũng tặng tới các bạn một quả tim. À, mong là các bạn sẽ để lên cái đế này vào ngày đám cưới nha. Xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn khán giả xem truyền hình rất là nhiều. Mở TV và khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đó chính là 21:40 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình tần số tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tần số với nhau đã được rồi, mọi người vỗ tay cho hai bạn nữ rất xinh đẹp ngay sau đây. Trời ơi, con gái xinh là có thiệt nha, đẹp quá. Đúng.